trước gương này đúng là Vinh Định thật các em ạ. Chị nhìn thấy mặt của chị rất là tròn và xinh xắn. Trong khi đó chị lại nhìn thấy mặt của các em hơi bị méo. Chắc là trước gương này Vinh Định mỗi chị thôi, còn không Vinh Định các em. Chị thương mọi người nhất tất cả các em. Hôm qua thì chị đã giới thiệu với các em một bộ đồ chơi rất là dễ thương rồi. Hôm nay chị lại tiếp tục giới thiệu với các em một bộ đồ chơi dễ thương không kém nữa. Và nó có tên là đồ chơi trang điểm. Ta-da! Đây chính là bộ đồ chơi của chúng ta. Nhìn bên ngoài thì chị đã thấy rất là thích nó rồi, bởi vì nó có màu hồng rất là đáng yêu này. Ở đây thì có một bạn nữ đang soi gương và tô son. Wow, có rất là nhiều cây son ở đây. Thêm một chai nước hoa. Chị rất là thích nước hoa nữa. Có những vòng cổ này, nhẫn, lược, máy sấy tóc và còn một vài thứ nữa. Bây giờ chị sẽ mở nó ra và khám phá xem bên trong nó có đầy đủ như thế này hay không nhá. Wow, cái gì này, màu hồng luôn á, một cái gương rất là bự. Chị rất là thích gương này. Thêm nào, một miếng sticker gồm có hình các nhân vật mà chị yêu thích. Xem bên trong này có gì nữa. Wow, chiếc hộp này có vẻ có nhiều đồ đây. Chiếc hộp thì khá là bé nhưng bên trong cũng vô số đồ luôn. Công việc bây giờ của chị cũng giống như ngày hôm qua, đó là chị phải lắp ghép thành một chiếc bàn trang điểm như thế này. Đó, công việc này thì cũng khá là đơn giản thôi. Chị sẽ nhìn hình và lắp ghép. Theo những nghiên cứu của chị thì bộ đồ chơi này dễ lắp hơn là bộ đồ chơi nhà bếp. Bây giờ chị sẽ lắp chiếc gương vào trước. Rất là dễ lắp thôi. Chào vào. Đằng sau chiếc gương này thì có đựng pin nhưng mà chị không biết là pin thì sẽ điều khiển cái gì nữa. À, chắc là nút này đây các em ạ. Tí nữa thì chị sẽ lắp pin vào đây xem thử. Tiếp theo là chị sẽ lắp thêm cái tủ. Cho cái này vào trước này. Được một chân tủ rồi. Này thì chị sẽ lắp vào đây. Cái này chắc là để chia tủ ra làm hai ngăn. Wow, một cái kệ tủ khá là chắc chắn. Tiếp theo là bên đây nữa. Bây giờ chị chỉ cần dựng nó lên là được. Được rồi này Kim. Cho nó khít vào nữa. Đã xong. Chiếc tủ này còn thiếu phần ở đằng sau là tấm này đây. Chị sẽ cho nó vào. Wow, đã khá là đẹp rồi. Còn cái này là cánh cửa của tủ thì phải. Rồi, đã được rồi. Dựng lên. Wow, cánh cửa này cũng khá là chắc chắn luôn. Chắc chắn hơn là cánh cửa tủ của bộ đồ chơi nhà bếp. Công việc gần như là đã hoàn thành. Tiếp theo chị sẽ dán những miếng sticker như thế này vào trong chiếc bàn trang điểm của mình để cho chiếc bàn trở nên đẹp hơn. Wow, chiếc tủ này thì hơi trống trải một tí xíu. Dán một miếng thật to vào. Quá mà chị đã làm rách một góc ở đây rồi này các em. À, thật là tiếc. Nhưng mà không sao, nó vẫn đẹp. Chúng ta hãy quên chỗ này đi. Miếng này thì sẽ được dán ở trong đây. Wow, dán vào xong thì nhìn bàn trang điểm của chúng ta khác hẳn ngay em ạ. Đẹp hơn rất là nhiều. Hai bên này cũng cần dán nữa. Bàn trang điểm sẽ trở nên xinh xắn hơn nếu mà chúng ta dán thêm miếng này vào đây. Hình như là chị dán hơi lệch rồi, nhưng mà không sao, vẫn rất là đẹp. Dán thêm vào cái gương này cho đẹp này các em. Bộ đồ chơi này thì chị phát hiện ra rằng bộ đồ chơi ở bên ngoài còn đẹp hơn là ở trong hình nữa. Chị rất là thích nó luôn.
Nhưng mà nhìn bên trên bàn thì hơi chống chạm một tí xíu, cho nên chị cần phải đặt những đồ trang điểm này lên. Trong đây thì gồm có son và vòng cổ. Lúc này thì nhìn trước bàn trang điểm của chúng ta đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên, gương thì vẫn chưa soi được. Chị cần phải gỡ lớp này, lớp giấy này ra. Đó. Oh. Wow, sau khi gỡ ra thì gương rất là sáng em ạ. Oh, trong lúc gỡ thì chị đã làm xước gương rồi. Lúc nãy gỡ gương thì chị đã làm xước một miếng ở đây. Hy vọng là không sao cả. Vẫn xem sáng tốt các em ạ. Wow, chiếc gương này đúng là vết định thật các em ạ. Chị nhìn thấy mặt của chị rất là tròn và xinh xắn. Trong khi đó chị lại nhìn thấy mặt của các em hơi bị méo. Chắc là chiếc gương này vết định mỗi chị thôi, còn không vết định các em. Nhìn nó thì rất là giống gương thần của mụ phù thủy trong chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Biết đâu nó chính là gương thần thật sự. Bây giờ thì chị sẽ hỏi nó thử coi nhá. Gương kia ngự ở trên bàn, thế gian ai đẹp được dường như ta? Bấm nút để gương trả lời. Đẹp muôn phần hơn ngươi. Đấy là giọng của Tiều và bà Thúy em ạ. Đáng ra trong câu chuyện người ta sẽ nói là xưa kia bảo đẹp nhất trần, nhưng nay thơ đã muôn phần đẹp hơn. Tiều và bà Thúy không thuộc chuyện. Thật là quê nhá. Tất cả những đồ dùng ở trên đây thì đều bằng nhựa các em ạ, không thể nào sử dụng được. Nhưng mà chị vẫn cứ làm màu làm mè. Thử bật là máy sấy tóc coi nào. Tóc đẹp hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ chị sẽ đeo vòng cổ. Chiếc vòng cổ này rất là hợp với cái áo của chị. Các em có thấy vậy không? Đúng là màu sắc rất hợp luôn. Nhẫn này, vòng tay nữa, rất là hợp với bộ đồ của chị bây giờ. Xinh quá. Tiếp theo là chị sẽ xịt thêm một ít nước hoa, tô son môi. Trời ơi, sau khi tô son môi xong thì chị phát hiện rằng cái son của chị dính son. Còn miệng của chị thì đã bị bay mất son ngay mà. Còn cái này hình như là sơn móng tay thì phải. Đúng rồi. Sơn móng tay thì kỳ diệu quá. Sau khi sơn xong thì chúng ta không thấy thay đổi gì cả. Tại vì tất cả đồ ở đây đều là nhựa thôi các em ạ. Chỉ là mô hình thôi, không thể nào sử dụng được. Cho nên chị sẽ đặt đồ của chị vào trong. Một hộp phấn trang điểm này. Thêm một miếng son. Son này mới đúng là son. Hình như son như thế này là chưa đẹp lắm. Chị cần phải tô thêm mới được.
Son trái tim luôn, môi trái tim. Xinh quá đi thôi. Tiếp theo là má hồng. Khi tô má hồng thì chúng ta cần phải tháo kính cận ra. Do tháo kính cận ra rồi cho nên là chị không thấy gì. Nhưng mà chị tin vào tài năng trang điểm của mình. Như thế này đã được cho anh Tiểu bảo vào thối. Chả thấy cái gì cả. Vẫn không thấy á, tô nhiều lắm rồi mà. Quá là nhạt nhẽo luôn. Da gì đâu mà trắng bệnh. Vậy á? Đúng rồi. Thế thì chị phải tô thêm một ít son đậm đậm lên má hồng mới được. Thấy chưa Tiểu bảo vào thối? Thấy rồi nhưng mà vẫn còn nhạt lắm. Thế á? Hóa đều lên. Đều chưa? Hơi hồng hồng rồi đấy. Hơi hồng hồng, thôi hơi hồng hồng cho tự nhiên. Tiếp theo là chúng ta cần phải vẽ lông mày. Tiểu bảo thúi đấy thấy đã đẹp chưa? Chả có cái gì thay đổi hết. Trời ơi, vẽ nãy giờ không có gì thay đổi. Em thấy cũng ok rồi đấy chứ. Xấu quá. Vẽ thêm cái này nữa, mascara. Chải thêm một ít vào lông mày. Vẽ dâu à? Chú vô em à? Tự nhiên vẽ dâu vào làm gì? Bây giờ thì đã đẹp chưa không biết? Phong cách mới bây giờ là phải vẽ dâu vào mới đẹp. Thôi không vẽ đâu. Cứ thử xem. Tự nhiên đi vẽ dâu chị đâu có dại đâu mà. Có anh Tiểu bảo thứ mới cần phải vẽ dâu thôi. Chị sẽ cho thêm đầu vào đây. Nếu mà mắt chúng ta trang điểm đẹp như thế này mà lại còn đeo kính nữa thì chắc chắn sẽ không đẹp đâu đúng không? Hay là chị sẽ không đeo kính. Ồ. Các em thấy thành quả của chị sau khi trang điểm như thế nào? Nếu như các em thấy đẹp thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở lớp sau. Bây giờ chị phải đi ăn sinh nhật bạn đây. Bye bye các em.